Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Hiện tại là phiên buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020. Chúc các bác có một buổi sáng thật là vui vẻ và một ngày nghỉ lễ thật là đầm ấm bên gia đình yêu thương của mình. Và hôm nay là ngày 30 tháng 4 thì tức là ngày mai là ngày mùng 1 tháng 5 ạ, thì là hai ngày nghỉ lễ của bên bưu điện, nên là những cái đơn hàng mà hôm nay các bác đặt hàng ấy thì bên em vẫn sẽ ghi đơn, vẫn sẽ soạn hàng trước cho các bác và sẽ để đến ngày hôm mùng 2 tháng 5, tức là cái hôm thứ bảy ấy, thì bên em sẽ chuyển hàng cho mọi người nhé. Và những cái đơn giá mà em báo trong video là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Khi các bác nhận hàng thì vui lòng thanh toán tiền hàng cũng như là tiền cước phí. Cái này thì do bên bưu điện người ta tính ạ, và được tính theo bảng cước chung của bên bưu điện. Đó, hàng nhà em thì về số lượng rất là nhiều, đa dạng, đầy đủ các mặt hàng. Và rất là mong nhận được sự quan tâm cũng như là sự yêu mến của mọi người ạ. Và đó, hàng hôm nay thì em xin điểm qua là em về sơn thủy tiên họng đen, đơn cam và những mặt hàng thần, những mặt hàng khác. Thì sau đây thì em xin điểm qua luôn để các bác có thể tiện theo dõi ạ. Và nhà em thì nằm ngay ở chỗ ngã tư Cầu Gỗ. Các bác mà đến nhà xem hàng thì hỏi đến địa chỉ là kho lương thực Gia Lộc. Nhà em cách đó tầm vài trăm mét, nhà thì rất là dễ tìm, đó, ngay ngoài mặt đường thôi ạ. Và sau đây thì em sẽ điểm qua những mặt hàng cây giống nhá, và sau đó điểm qua những mặt hàng kilogram. Đó, rất là nhiều những mặt hàng để phục vụ quý cô chú anh chị ạ. Đầu tiên đó chính là những cái dòng đai châu giống ạ. Đai châu giống thì số lượng nhà em vẫn đang đóng hàng cho các khách. Và thực sự là những cái hàng đai châu giống này nó vừa túi tiền với mọi người, kể cả các bác mới tập chơi ấy, để lựa chọn ra một cái dòng giống mà nó khỏe, nó dễ trồng ấy, thì đai châu chính là một cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Đó, đây là đai châu hàng Thái các nhá, hàng Thái Lan. Và cây giống thì cây nó cũng nhỏ xíu thôi, nhưng mà các bác về các bác có thể ghép lên trụ hoặc là trồng ở chậu cũng được. Đai châu giống thì em bán với giá là 27.000 đồng một cây. Còn nếu các bác mua 10 cây thì sẽ tặng các bác một cây nhá. Hàng này thì nhiều màu, nói chung là nhiều màu trong một lô, rất là nhiều màu ạ. Mặt hàng thứ hai thì em xin phép đi qua cái dòng cây giống ạ. Cây giống thì hiện tại nhà em có những dòng như sau. Những cái dòng này là những cái dòng 35.000 đồng một cây. Tức là những cây này cũng là cây Ki 52 rồi ạ. Các bác nhìn này, đây là Ki 51 này, Ki 52 này. Nhưng mà những cái cây này thì đều rất là khỏe. Đó, khỏe, rất là khỏe để cho các bác trồng những cái dòng phi điệp giống nhiều vùng miền. Và em xin phép báo giá luôn nhé. Dòng cây giống nhà em có 7 loại, à có 8 loại. Thứ nhất là phi điệp núi chúa này, đây ạ, phi điệp núi chúa này. Đây là phi điệp châu Như, giả hạc châu Như. Đấy, giả hạc châu Như thì thân nó dài hơn, còn những cái dòng còn lại thì thân nó ngắn ngắn hơn một chút. Ở dưới đây là Di Linh Xuân ạ, Di Linh Xuân. Tiếp theo đó chính là phi điệp mắt đỏ này. Ở bên đây là phi điệp Hòa Bình. Đấy ạ, phi điệp Hòa Bình. Đây những cái Ki 52. Và tí em sẽ ước chừng lên bàn tay của mình để các bác hình dung nhé. Phía dưới đây đó chính là phi điệp lai trầm ạ. Một dòng phi điệp lai với dòng trầm tím. Đó, đây phi điệp lai trầm đây. Đó. Và bên đây là Nestor 5 cánh trắng này. Cái dòng Nestor 5 cánh trắng, cái mặt hoa rất là hút mọi người. Đó, Nestor 5 cánh trắng. Và tiếp theo nữa thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và còn một mặt hàng nữa đó chính là, và cuối cùng là phi điệp Philippines ạ. Đó, Philippines đây. Những cái cốc này có thể có một cốc một thân và có cốc hai thân đâu nhá. Đó, hàng này em bán là 35.000 đồng một cốc, còn các bác cứ mua 10 cốc thì sẽ được tặng một cốc ạ. 10 cốc tặng một. Tiếp theo bên đây đó chính là dòng Thiên Nga giống. Thiên Nga giống thì hàng này cây cũng nhỏ xíu thôi ạ. Cũng là cây 52 rồi các bác ơi. Đó. Những cây Thiên Nga giống này nhiều màu, đây là hàng mix màu, nhiều màu sắc. Em bán với giá là 35.000 đồng một cây, còn các bác mua 10 cây sẽ được tặng một cây nhé. Hôm nay thì rất là nhiều những mặt hàng mua 10 được tặng một ạ. Chuyển sang cái dòng tiếp theo của dòng cây giống đó chính là dòng kiếm. Kiếm thì hiện tại nhà em có hai cái dòng kiếm tiêu hạt mà đang rất là hot trên thị trường, đó chính là dòng kiếm Phan Chí và kiếm Xanh Huế. Trước mặt các bác đây là những cái cây kiếm Phan Chí này. Nói chung là cây của nó nhỏ nhỏ thôi ạ, nhưng mà cây này cũng nuôi đến hơn năm rồi đấy các bác ơi. Đó, đây là những cây kiếm Phan Chí giao hạt các bác nhé. Đây, ước chừng lên bàn tay các bác hình dung được cái độ cây nhỏ của cây thôi ạ. Đó, loại này thì em bán với giá là 35.000 đồng một cây. Đó, 35.000 đồng một cây, các bác mua 10 cây sẽ được tặng một cây. Và các bác lưu ý nhé, 10 cây của cùng một loại thôi. Ví dụ kiếm Phan Chí với kiếm Xanh Huế, mua 10 cây sẽ được tặng một cây. Còn Thiên Nga 10 cây tặng một cây của dòng Thiên Nga, phi điệp 10 cây của dòng phi điệp quá nhá, chứ không phải là các loại lẫn lộn với nhau đâu. Đó, đây là ưu đãi nếu các bác mà số lượng nhiều đấy ạ.
Đây ạ, đây là những cái cốc kiếm Phan Chí 35.000 đồng một chậu thôi ạ. Còn tiếp theo khay bên đây là những cái dòng kiếm xanh Huế này. Đấy, cái độ tuổi của xanh Huế nó cũng nhỏ nhỏ như là cái dòng kiếm Phan Chí thôi. Đó, và loại này thì em cũng bán với giá là 35.000 đồng một cốc, mua 10 cốc sẽ được tặng một cốc này. Đó, kiếm giống nhìn nó rất là xinh, đó, nhìn rất là đẹp. Tiếp theo một loại kiếm nữa mà em muốn giới thiệu các bác đó chính là bộ kiếm kiếm lai. Đấy, đây là dòng kiếm Thái ạ. Kiếm Thái, những cái bụi kiếm rất là to nhá các bác nhá. Riêng lô này các bác không mua thì hơi phí luôn ạ, hơi phí luôn. Đây ạ, những cái bụi kiếm này, một bầu của nó thì rất là nhiều thân, nhiều tép và đây là cũng là cây trưởng thành rồi. Đó, đây. Những cái bụi này, đấy em chỉ bốc solo thôi. Đấy, cũng rất là nhiều bụi, nhiều tép các nhá. Cây lâu hôm nay thì cây khá là cứng cáp và gửi đi thoải mái luôn các bác ơi. Đó, đây rất là đẹp. Và kiếm nhà em là một bộ kiếm gồm có 6 mã kiếm. Và cái hàng này thì hàng bởi vì nhà vườn người ta có phân loại, thành ra là cái giá thành so với những cái hàng mà ngoài thị trường người ta đang bán theo cái giá xổ số thì nó sẽ cao hơn một chút xíu thôi. Nhưng mà các bác mua được một bộ 6 mã kiếm khác nhau. Và em xin phép bán với giá là 180.000. Thực ra cái giá 180 thì nó cũng rất là rẻ rồi đấy ạ. Bởi vì những cái cây này người ta phải bán từ trên 200.000 một bụi cơ. Bởi vì bụi nó khá là to. Lô đợt này trông nhìn rất là ưng ý. 180.000 đồng một bụi. Trong đó có những mã như sau. Mã đẹp. Và đây là mặt hoa luôn nhé mọi người nhé. Đây là mã IC1018 này. Đó. Đây là mã IC1005. Mã IC1006 ạ. IC1002. IC1003, IC1019, đó là tất cả những dòng mã kiếm mà hiện tại nhà em đang có. Và các bác cứ lấy một bộ 6 màu thì em sẽ giảm cho các bác còn 170.000 thôi. Đó, một bộ 6 màu, bộ kiếm 6 mã, rất là đẹp, nói chung là hàng về cây cứng cáp và lá xanh mướt đẹp luôn ạ. Đó, rất là yêu luôn. Sang bên đây, một cái dòng dáng hương mà hiện tại thì em thấy khá là mới mẻ, một số bác thì chưa biết đến, đó chính là dáng hương lilac. Hoa của nó màu tím rất là đẹp và hiện tại thì hàng đang có nụ hoa này. Hôm nay thì có bông hoa mà nó dài ấy. Có khách người ta thích cái bông hoa này quá, người ta yêu cầu là lựa nhặt đi cho khách rồi. Nên bây giờ thì đây, cái cánh hoa của nó màu tím, tím thẫm luôn. Cái này nó rụng ra một bông nhỏ ấy, mình không nhìn rõ. Cái này em bán 150 một cây nhá. Tiếp theo dưới bên đây thì em có hai loại đai châu. Một loại đó chính là đai châu màu cam và thứ hai là đai châu màu đỏ. Đó, hai loại này thì em xin phép bán với giá là loại cam em bán là 180 một cây, còn cái loại đỏ này là 200.000 đồng một cây. Không phải là cây nhỏ đâu các bác ơi. Cây này là cây trưởng thành rồi các bạn, cây to ấy chứ không phải là cây nhỏ nhau nhá. Đó. Đây là loại cam là 180.000 này. Đó, có hai loại như thế. Tiếp theo thì em chuyển sang dòng chồn tím. Nói chung là hàng thì tưới qua cho cây mùa này nó hơi mùa hè, thành ra là tưới chỉ tưới một chút thôi để cho nó cây nó tươi lên. Chứ còn hàng hóa thì tưới hoát đến hôm sau nó đã khô hết rồi nên đóng gói cho các bác thoải mái đấy ạ. Hàng này chồn tím, những cái chậu chồn hai cây này, chồn tím 340.000 đồng một chậu. Hàng này thì bông của nó rất là dài và bông của nó màu tím đậm luôn đấy ạ. Đó, cây chồn, những cái cây chồn trưởng thành rồi. Tiếp theo thì em còn hai bảng hoàng thảo vôi. Đấy, hai bảng hoàng thảo vôi với giá là 270.000 đồng một bảng. Chắc là hôm nay sẽ về thêm một lô hoàng thảo vôi nữa ấy. Thì em sẽ vẫn giữ giá cho bác nhé, 270 một bảng, hàng rất là đẹp. Hàng này thì chiều dài thân chỉ từ một gang tay đổ lại thôi. Em còn một số chậu giả hàng Hawaii, nhưng mà hàng Hawaii hôm nay thì còn số ít, nhưng mà nó ít thân hơn những cái chậu còn lại đấy. Đều là những cây thân già, chắc chỉ ít hơn tầm khoảng 2, tầm khoảng 1, 2, 3 thân gió thôi. Thì loại này thì em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhé. Đấy, bình thường là 230.000. Đấy, hôm nay còn 6 chậu, bán 200.000. Tiếp theo bên trong đây thì có những giò đen rô xuân. Hàng này thì là hàng thuần tại vườn rồi. Và các bác yên tâm là những cái cây thuần này thì nó rất là khỏe, nó quen với cả khí hậu của mình. Đó, đen rô xuân ra hoa vào thời điểm mùa xuân. Để những cái chậu cây ngắn, cây dài thì nó thân nó dài hơn. Còn những chậu nào cái thân nó nhiều hơn thì chậu nó lùn hơn một chút các bác nhá. Loại này thì em sẽ bán với giá là 250 một chậu. Các bác mua từ 2 chậu sẽ giảm giá còn 240.000, còn lấy từ 3 chậu sẽ giảm giá còn 230.000 nhá. Và tiếp theo đây là những cái chậu cát lay da. Cát lay da hàng bông đại ạ. Hàng bông đại đấy ạ. Mỗi chậu cát rất là nhiều thân. Hàng này nhà vườn người ta đã trồng thuần tại vườn rồi. 220 một chậu. Còn nếu mà lấy một cặp là 400.000.
400.000 nếu các bác lấy từ 2 chậu trở lên ạ. Em có một vài cây Vanda thanh lý này, 100.000 đồng một cây. Loại này cây cũng to nhưng mà nó hơi lỗi lá một chút, 100.000 một cây. Em có ba cái cây đai châu này, gọi là đai châu nhỡ này. Bình thường loại này bán 95.000 một cây ấy, nhưng mà cây cuối thì nó hơi bị lỗi lá một chút. Đây các bác nhìn này, lá nó hơi bị lỗi một chút. Thì loại này em xin phép bán với giá là 80.000 một cây nhá, 95.000 giờ bán 80.000. Tiếp theo một cái dòng phụ nữ mà nhà em vừa cập bến mới, đó chính là dòng phụ nữ Mito. Đó, dòng này thì nó khác những dòng phụ nữ còn lại, đó chính là cái bông hoa của nó rất là sai hoa, và thứ hai là bông nó to lắm, nó rất là to luôn các bác nhá. Đây một chậu phụ nữ Mito này, em lấy thử cho các bác một chậu này. Rất là nhiều thân, nhiều tép, và hàng này cũng là hàng chọn của nhà em ấy, thân rất là mập và đẹp. Và bông của nó này đang ít nhất là phải có 3 ngầm hoa rồi. Đó, đang có nụ hoa. Và dòng này thì bông của nó thì nó nhiều màu sắc lắm, nhưng mà không thể chọn màu được cho các bác. Tuy nhiên thì em có thể đưa ra một số hình ảnh của cái dòng hoa này khi mà nó nở, các bác có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của nó nhé. Và ăn hàng chất tất nhiên là các bác, em nghĩ là chưa biết đến cái dòng vũ nữ Mito đâu, bởi vì dòng này cũng là một cái dòng mới xuất hiện ở trên thị trường mình. Đó. Và em xin phép báo giá luôn nhé, vũ nữ Mito em xin phép bán với giá là 160.000 đồng một chậu vũ nữ Mito. Hàng hiện tại thì đang có nụ hoa rất là đẹp. Đó, đây này, cái bông hoa của nó đây. Bông nó to á, rất là to và đẹp luôn nhá các bác nhá. Đấy, không thể chê luôn. Đấy, bông to đúng không ạ? Rất là to nhá. Em còn duy nhất hai chậu vương miện rồng xanh. Hàng này thực ra là cái hàng ban đầu em bán giá là 280, và khi thời điểm Tết vừa rồi lúc mà đang thời điểm hoa ấy, giá thành nó cực kỳ cao luôn á. Riêng cái dòng vương miện rồng xanh này. Còn hôm nay thì còn hai chậu này là hai chậu cuối. Có cái lá thì nó hơi sứt một chút này. Đó, nó hơi chớm đầu ngọn một chút này. Thì em sẽ bán giảm giá cho các bác. Nếu bác lấy hai chậu cuối này với giá là 250 một chậu thôi. Đó, đây, cái bông hoa của nó đây. Rất là đẹp đúng không ạ? 250 một chậu. Đây, một chậu rất là nhiều thân, nhiều tép và đẻ ra rất là khỏe luôn. Riêng dòng địa lan đẻ khỏe lắm ạ. Và một cái mặt hàng nữa mà em muốn giới thiệu các bác, một cái dòng hoa phải nói là rất là thơm, hoa thơm, bông của nó thì dài thành từng chùm, đó chính là dòng cửu bảo tiên. Đó, cửu bảo tiên, bông của nó thì đẹp thôi rồi các bạn. Đây là một cái dòng mà rất là được mọi người mê mẩn. Đó, bông hoa của nó đây, các bác nhìn này. Bông hoa thì đẹp và thơm lắm, bởi vì nó là một dòng dáng hương nên cũng rất là dễ trồng. Cửu bảo tiên thì hôm nay em về cái loại cây to ấy. Đôi này thì em thấy cây to hơn, thì em bán với giá là đây, những cái cây to này. Em sẽ lựa cây to trước nhá, 270.000 đồng một cây. Thực ra cây to thì cái lá của nó vận chuyển nó hơi khó giữ một chút, nhưng mà cây như vậy thì rất là hiếm khi có một dòng cửu bảo tiên cây to như vậy. Còn cái loại cây nhỏ nhá, loại cây nhỏ thì bán 250. Cây to là 270, cây nhỏ 250 ạ. Hoa đẹp, hoa thơm. Em còn một số vài giỏ già hàng Pháp. Nói chung già hàng Pháp thì cái loại nhỏ này thì em bán là 200.000, à 180, à 160. Còn những loại to to thì bán 200 đến 230 một chậu. Và sau đây thì em xin phép đi qua những mặt hàng rừng nhá. Hàng rừng đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác, đó chính là dòng sơn thủy tiên họng đen đấy ạ. À quên, sơn thủy tiên họng đột biến. Tức là bình thường cái hàng rừng của mình là cái hàng sơn thủy tiên, đa phần là cái họng của nó là màu vàng thôi ạ. Bởi vì nếu mà hàng rừng mà đột biến thì giá trị nó rất là cao. Còn đây là hồng dòng mà nó đột biến, tức là cái dòng mà có họng nâu, họng đen, họng đỏ. Bởi vì tại sao em không dám nhận chắc chắn là họng đen, bởi vì trong lô ấy đa phần em thấy là màu đỏ nhiều hơn. Và cái màu đỏ của nó rất là đẹp luôn các bác ạ, rất là đẹp luôn nhá, màu đỏ đậm này. Đó, sơn thủy tiên này là sơn thủy tiên đột biến về họng. Đấy. Thì những hàng này khi mà nó ra hoa thì em mới dám nhập, chứ còn khi mà thời điểm mà nó chưa hoa ấy, thì mình chưa chắc đã dám nhập, bởi vì cái giá thành những cái loại này nó cao thì mình không mình chưa chắc chắn lắm. Và đặc biệt cái thời điểm năm ngoái em nhớ là đâu đó cái hàng đột biến này bán ra toàn trên tiền triệu cơ ạ. Còn hôm nay cái thời điểm này các bác nhập chỉ có giá là 600.000 đồng một cân thôi. Mà phải nói là thực sự các bác là em nhập những cái dòng sơn thủy tiên ra em cũng không thích lắm. Bởi vì sao, hàng này các bác thích thôi, chứ còn gửi đi cho các bác nhà em nhập về nó hao cực kỳ luôn các bạn. Đây các bác nhìn này, dân người ta gửi cho em này toàn đất toàn cát, rồi nó rụng ra này, xong là cẫy giếc này. Đó, hàng đắt tiền gửi đi rồi cuối cùng là hao hụt, bán không ăn thua lắm. Nhưng mà bởi vì phục vụ các thượng đế nên là em mới nhập cái hàng này về. Đó, 600.000 một cân là cái bán cái giá này, giá cực kỳ là hấp dẫn rồi các bạn, cái thời điểm bây giờ. Đây ạ, cả bên đây cũng có, nhà em thì về rất là nhiều. Nói chung là sơn thủy tiên này có một số bông nó tàn hoa, nhưng mà vẫn đủ để các bác là nhận biết đây là một dòng đột biến này. Đó, bông hoa họng nâu đỏ và họng đỏ này, rất là đẹp.
600.000 đồng một cân nhé. Mặt hàng tiếp theo thì em xin giới thiệu sang cái dòng hoàng thảo đơn cam. Top một trong những cái dòng mà được các bác quan tâm và thực sự với các bác là nó hiếm, cái độ hiếm của dòng này thì thôi rồi. Đó, hoàng thảo đơn cam đấy ạ. Bông hoa của nó màu cam và hoa rất là đẹp, hoa thơm luôn. Đó. Đó, bông hoa cam các bác nhá. Hoàng thảo đơn cam thì lô đợt này về em thấy khá là tươi mới. Khá là tươi mới đấy ạ các bác ạ. Nhìn này, cả cây ngắn và cây dài. Hàng này thì em gửi đi thì em sẽ nhặt solo các bác. Đây, những cái bông cánh cam rất là đẹp luôn. Đơn cam. Em xin phép bán với giá là 80.000 đồng một lạng. Còn hàng riêng các bác đặt đơn cam không thì em sẽ gửi từ 3 lạng các bác nhá. Còn nếu mà lấy ghép cùng các loại đơn khác thì em có thể nhặt đi cho các bác một lạng đến 2 lạng. Chứ còn nếu mà gửi riêng đơn cam không thì phải gửi từ 3 lạng. Đó, để bỏ tiền một cước phí. Và các bác nếu đặt tròn một cân thì em sẽ tính giá là 750.000. Đó, dòng hoàng thảo đơn cam. Hôm nay về nhiều ấy, chứ còn mọi hôm chỉ về tầm 3-4 cân ấy. Các bác đặt không bỏ là đã hết hàng rồi. Một cái dòng hàng mà hoa thơm mà phải nói là thơm cái mùi hương vị ngọt ngào của hương vani ấy, đó chính là hương vani. Đó, hương vani lô hôm nay về rất là tươi mới này. Hàng này thì em bán với giá là 250 một cân. Hàng thân khá là dài nhá. Các bác về dòng thân thòng này, các bác kép lên gỗ này, nó thòng xuống nó đẹp, rất là mê ly luôn. Số lượng có ít thôi ạ, 250 một cân. Tiếp theo đó chính là dòng hoàng thảo Henry ạ. Hoàng thảo Henry thì hôm nay cái lô này nó hơi trơ trụi hơn một chút. Tức là chủ yếu là để các bác làm giống thôi. Chứ còn cây của nó thì nó không còn lá rồi. Đó. Hàng này bình thường giá là 250 một cân đấy ạ. Nhưng hôm nay sẽ bán xả cái lô hàng này nhé. Với giá là 200.000 đồng một cân. Về cho các bác làm giống bởi vì nó xuống lá hết rồi. Đó. Thực ra nhìn cây của nó thì vẫn khỏe khoắn rất là tự đẹp thôi. Nhưng mà nó xuống lá nhìn các bác mới tập chơi có thể nó hơi xấu mã một chút. Loại này bán 200.000 một cân thôi. Đấy, giảm 50.000. Tiếp theo là dòng hoàng thảo Diệp Cách hay là hoàng thảo Điện Biên Đông với cùng một tên gọi. Hàng này thì nó mọc thành từng rề này. Gửi cho bác em cũng sẽ nhặt từng rề cho các bác. Nhỡ là các bác thích rề tầm khoảng bao nhiêu nặng thì bên em vẫn sẽ nhặt được. Và hàng này đang thời điểm nó xuống lá và sắp tới sẽ được chơi hoa đấy các bác ơi. Hoa của nó màu vàng, cánh bầu rất là đẹp. Loại này em bán với giá là 270.000 đồng một cân ạ. Tiếp theo một cái mặt hàng nữa mà giới thiệu các bác đó chính là dòng hoàng thảo sừng. Một cái dòng hàng mà nó chỉ phân bố ở một số vùng nhất định ở vùng Tây Bắc ạ. Em bán với giá là 250 một cân hoàng thảo sừng. Có cả thân dài và có cả thân ngắn các bác nhé. Tiếp theo đây một cái dòng hàng nữa. Thời điểm tầm tháng 6, tháng 7 là các bác được chơi hoa luôn. Đó chính là dòng phi điệp vàng. Phi điệp vàng thân của nó cũng đã khá là dài rồi. Em bán là 150 một cân phi điệp vàng. Hoàng thảo trúc mành. Đấy ạ, cái thân của nó thì nó như cái màu màu xám xám thôi các bác ơi. Đó, cái này lúc của em tưới nước ở phía trên thành ra nó rụm rơi xuống. Đấy, cái này này, đó. Cánh nó cái như một cành gián này, các bác nhìn này. Thân của nó này, thân này rất là tươi. Và thời điểm này trúc mành đang có thời điểm đến mùa nụ của nó này. Đó, cây nhỏ nhưng mà thân của nó rất là to các bác nhé. Trúc mành này em bán là 250 một cân. Đấy, các bác có thể lấy từ nửa cân là được một giò đẹp rồi ạ. Mặt hàng tiếp theo em chuyển sang đó chính là dòng nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì em bán với giá là 100.000 đồng một cân. 100.000 đồng một cân nhất điểm hoàng ạ. Đây, hôm nay thì vừa về một lô hàng, đó chính là dòng hoàng thảo trúc đen với cả bạch ngọc đuôi công. Đây, bạch ngọc đuôi công đấy ạ. Em bán với giá là 280.000 một cân đối với dòng bạch ngọc đuôi công. Hàng Tết vừa rồi rất là hot. Còn hoàng thảo trúc đen là 230.000. Đấy, trúc đen, đấy, trúc đen đây, bên đây. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà trúc đen đang cái thời điểm mùa nụ ấy, nên là nó khá hút khách hàng. Và các bác mua thời điểm bây giờ ấy, thì các bác về các bác trồng cũng rất là dễ ghép. Các bác về có thể ghép chậu hoặc là những cái miếng này các bác ốp trực tiếp lên trên miếng gỗ này. Nó ra hoa thì thơm, rất là thơm. Như dòng trúc đen này hoa thơm cực kỳ. Em bán là 230.000 một cân. Tiếp theo là dáng hương tam bảo sắc Điện Biên. Dòng này thì cây của nó thì có cả xếp cả lướt, nhưng mà được cái là cái bản lá nó rất là dày dặn và nó bóng. Đây, một số cây đang nụ hoa này. Cây cả cây to cây nhỏ coi nhá. Lại đem bán là 220.000 đồng một cân. Dáng hương tam bảo sắc Điện Biên vùng Tây Bắc. Tiếp theo thì giới thiệu đến cái dòng hoàng thảo trúc ngọc ạ. Hàng này thì nó nhẹ, rất là nhẹ tinh. Đó, nhẹ tinh lắm. Và đặc biệt là nó đang lên mầm gốc này các bác này. Mùa hoa của nó thì cũng vừa qua mùa hoa rồi. Hoa của nó màu trắng và hoa rất là thơm. Em bán với giá là 250.000 đồng một cân nhá. Hoàng thảo trúc ngọc. Đó. Đây, em có một cái rề bạch ngọc đuôi công này. Rề em bán 600. Bác nào lấy cái rề này em sẽ hỗ trợ cho bác 30.000 tiền cước phí vận chuyển. Tức là tính cho bác là 570.000. Một cái rề rất là to, rất là tươi xanh, đẹp, bạch ngọc đuôi công. Và đây là cái mặt hoa của nó. Hoa đẹp và rất là thơm nhé các bác nhé. Bạch ngọc đuôi công. Cái rề này em bán là 570.000.
Hôm nay thì cập bến thêm một lô cẩm báo ạ, cẩm báo. Hàng như vậy thì nó cũng rất là đẹp rồi, bởi vì có những lô cẩm báo lá có về nó xấu lắm. Loại này em bán 180 một cân cẩm báo nhé, sáng hương cẩm báo, hoa thơm và loại này dễ trồng nữa ạ. Mặt hàng tiếp theo nữa đó chính là hoàng thảo u lồi. Đây là những cái u lồi mà mầm gốc hiện tại đang lên khá là dài rồi. Đó, u lồi, hoa tết em bán 250.000 đồng một cân. Hoàng thảo đùi gà tròn, đấy cả thân dài và thân ngắn. Hàng Tây Bắc nhá, 220.000 đồng một cân, hoàng thảo đùi gà tròn ạ. Hài mốc hồng, những cái bông hài mà nó tròn, nó như quả trứng nhá. Đây là hài mốc hồng, em bán với giá là 180.000 đồng một cân, hài mốc hồng. Em còn một ít cái hoàng thảo ý ngọc, nhưng hàng nó hơi ngắn một chút này. 20.000 đồng một lạng để các bác làm giống. Đấy, hoàng thảo ý ngọc, 20.000 đồng một lạng. Cái chỗ lô hạc vị Bắc để làm giống này em bán là 50.000. Đấy, rất là nhiều, nó hơi xấu mã một chút, 50.000 làm giống này. Tiếp theo một cái bài thuốc cũng như là một vị lan mà các bác đang quan tâm, đó chính là dòng thạch hộc tía. Hàng này thì nó đang có nụ hoa các bác nhá. Đây, thạch hộc tía đang nụ chi chít luôn. Đó. Cái này các bác search ở trên Google ấy, rất là nhiều những cái công dụng của dòng thạch hộc tía này. Đó. Người ta có thể nấu canh này, hoặc sắc nước uống, hoặc là cái dòng này hoa của nó cũng rất là đẹp, cánh màu xanh và họng màu đỏ. Đấy, em xin phép bán với giá là 370.000 đồng một cân thạch hộc tía các bác nhá. Thạch hộc tía. Hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua thì cái thời điểm sắp tới là đến cái mùa hoa của môi tua đấy các bác ạ. Hoa của nó màu vàng và họng tua rua rất là đẹp. Loại này em bán là 150 một cân. Hoàng thảo môi tua. Tiếp theo đây là kiếm hồng hoàng. Đây ạ, kiếm hồng hoàng. Lần này thì kiếm hồng hoàng người ta để thành từng dề như vậy này. Các bác về không cần phải ghép và để nguyên cái này đặt luôn vào chậu này. Nó rất là đẹp luôn, nó thành từng khóm này. Đó, rất là xinh. Đó, những cái khóm này như kiểu một khúc nguyên bản đó các bạn. Đấy, em bán là 130 một cân. 130 một cân, một khóm. 130 một cân kiếm hồng hoàng nhá, hoa đẹp lắm. Phía trong đây có một chút đai châu rừng bóc trụ này, 550 một cân. Em còn hai cây đai châu hồng cánh sen này. Hai cây này, hai cây cuối nó hơi xấu. Bình thường những cây này em bán là 230 một cây đấy ạ. Vậy hồng cánh sen thì cái màu nó màu VIP nên nó hơi đắt. Còn hai cây này hôm nay bác nào lấy ấy, thì em sẽ để với giá là 320.000. Thanh lý luôn là 320.000 hai cây này nhá. 320. Lan quân tử ạ, lan quân tử là một dòng cây phong thủy ạ, em bán là 120.000 đồng một chậu. Cây lan quân tử này, 120.000. Đó, thu hút tài lộc cho gia chủ của mình đấy ạ, số lượng em còn ít thôi. Và cuối cùng thì em dành một chút thời gian để em quay qua những mặt hàng phân thuốc ở nhà em có các bác nhá. À, nhà em thì vừa về cái dòng dịch chuối ạ, dịch chuối cũng như là nấm Trichoderma của anh Nguyễn Quốc Tư rồi. Cái bộ 3 sản phẩm này này, cái dịch chuối em bán là 40.000 đồng một chai. Nấm Trichoderma là 120.000, Pseudomonas là 130.000. Ngoài ra thì còn có những chế phẩm phân thuốc khác như là Hồng Nguyễn là 25.000, Atonic là 10.000 đồng một gói, mua một hộp là 90.000. Nano đồng là 30, Nano bạc là 35.000. Ami Green 45.000. À quên, 40.000. Phân bón lá có 3 chỉ số 20 đều, 6, 30, 30 và 20, 10, 10. Đồng giá là 25.000. B1 thì có B1 thường là 20.000 này. B1 Thái là 40.000. B1 Mỹ ở trong kia là 50.000. N3M kích dễ cực mạnh là 20.000. Còn có một loại nữa là của Thái Exotic là 70.000 nhá. Đầu trâu em có 3 chỉ số 20, 10, 10, 6, 30, 30. À quên. Đầu trâu 501, 701 và 901. Đồng giá là 25.000 này. Có phi san dạng gói kia kìa, à dạng lọ đã 55.000. Phi san dạng gói là 10.000 đồng một gói. Phân bón thông minh đó. Anh em có hai chỉ số, thứ nhất là sản phẩm dành cho cây con với chỉ số 310808 này, và thứ hai là sản phẩm dành cho cây trưởng thành. Đến đây ạ, 22 10 10, đồng giá là 30.000 đồng một lọ. Fendona là 90.000 đồng một hộp một lọ. Còn có một loại Fendona nữa, đó là dòng dạng gói này, chị Kiến này, 15.000 đồng một gói. Siêu Lân là 10.000 đồng một gói. Siêu Kali là 15.000 đồng một gói này. Đây, siêu Kali gói to hơn, 15.000. Movento là 90.000 đồng một gói này, một lọ này. Root 2 là 40.000. Root 4, đây ạ, có Root 4 Terasoft 4 này, siêu ra rễ này,
là 25.000. Kia là phân đạm cá là 70.000 đồng một lọ. Phân đạm cá siêu mập ki 80.000 đồng một lọ. Đấy, cái này siêu mập ki F1. Super thai thì em có cái loại 100.000, 100.000. Cái loại 230 và 330, cái loại này lọ 100.000 này. Decamon là 65.000 một lọ. Dưỡng chất AB là 100.000 đồng một lọ. Bencona xử lý giá thể nấm mốc này 25.000, B12 cũng 25.000. Tiếp theo là cái dòng Powerfit là 30.000 Powerfit. Tiếp theo đây là cái keo liền sẹo của Mỹ này 50.000. Viên sủi Bonner chống thối nhũ này là 10.000 đồng một viên. Tiếp theo nữa đó chính là cái nấm ba màu 60.000. Spanner 20.000. Duy xanh là 60.000, duy đỏ là 70.000. Thẻ tên là túi này là 50 thẻ là 30.000, còn 100 thẻ là 60.000. Diệt sên là 15.000 đồng một gói. Spur Phong Lan là 10.000 đồng một gói. Ridomin Gold là 50.000. Anchancon 40.000. Có cả Humic Acid 322. Sản phẩm này kết hợp với Decamon và Super Thai này. 120.000 lọ 1 lít. Tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu sang cái dòng đây, phía bên đây có cái phân tan chậm của Nhật 140.000 đồng một cân. Phân tan chậm của Mỹ, đây ạ, phân tan chậm của Mỹ là 150.000 đồng một cân. Đó, nhà em thì nhập theo bao ấy các nhá, nhập theo bao, tức là các bác lấy bao nhiêu thì em sẽ đóng từng đấy. Đây các bác nhìn này. Từ xa là bán hàng hoa lan cho các bác ấy. Đó. Cái lãi thì nhiều khi nó đập vào những cái phần gãy dập hết rồi. Đấy, gửi đi cho các bác này những cái hàng đẹp. Đây, những cái phần gãy dập này người ta không bao giờ người ta trừ cho bên bọn em đâu. Chẳng qua là bán lẻ nhiều khi nó hơi thiệt thòi hơn là như thế. Nên là gửi đi cho các bác ấy. Dù đóng gói cẩn thận như nào, có thể bên bưu điện người ta không may người ta vận chuyển nó không cẩn thận một chút, nó có thể hơi sơi sức một chút, thì các bác cũng phải thông cảm cho bên em một chút nhé các nhá. Đó, đây, kể cả những cái hàng này người ta gửi cho em, nhà vườn ta gửi cho em nó gãy dập hẳn hoi như thế này, mình cũng đâu dám bắt đền người ta đâu. Đó. Đấy, cái hàng này đấy. Đây, thạch hộc tía này, 370 một cân. Nhập một lô thì chỗ này đã đến gần gần 2 cân cái hàng dập gãy rồi. Thì không biết là lời lãi ở đâu ấy. Ngại lắm, nhập những cái hàng đấy bán ngại cực kỳ luôn ấy. Đều phải cắt tỉa cho các bác. Và hôm nay thì em update tạm thời những cái mặt hàng như vậy. Các bác lưu ý giúp em là hôm nay là cái ngày nghỉ ấy. Nên là thành ra những đơn hàng các bác đặt hàng thì bên em sẽ nhận đơn và bên em sẽ bảo quản cũng như là cất giữ những cái mặt hàng của các bác để đến hôm thứ bảy là bên em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người. Hôm đấy thì bưu điện họ làm việc lại. Và xin chào tất cả mọi người. Chúc các bác có một ngày nghỉ lễ thật là đầy ý nghĩa và tràn ngập yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại.